Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Luyện Thư Pháp cùng Lâm Ngọc Hiếu. Hôm nay chúng ta viết hai chữ An Khang. Trước hết là chữ An. Chữ An là một chữ rất nhiều người xin chữ đầu xuân yêu cầu viết. Đây là một chữ có ý nghĩa rất hay và thiết thực, nhưng cũng là một chữ khó viết đẹp. Ta nhắc qua nghĩa của chữ An. An là êm đềm, trái nghĩa với chữ nguy. An là thời thế, thái bình. An là yên vui, là vững bền. Đi lễ đình chùa đầu xuân, ngoài việc thắp nhang, kính bái, tri ân công đức các vị thánh thần, các vị anh hùng của dân tộc, vân vân, mọi người đều cầu khấn được bình an, thịnh vượng. Có nhiều đôi câu đối có chữ An đi với chữ bình thành chữ bình an. Ví dụ, cát tinh cao chiếu bình an trạch, phúc diệu thường lâm tích thiện môn. Nghĩa là đất bình an, cát tinh cao chiếu, nhà tích thiện thường phúc diệu soi. Hoặc thiên tứ giữ nhất môn cát khánh, xuân tống lai lưỡng tự bình an. Ta dịch nghĩa vần: trời ban cho một nhà tốt đẹp, xuân mang về hai chữ bình an. Căn cứ vào câu đối, hoàn cảnh, thời điểm, vân vân mà ta chọn lạc khoản cho phù hợp. Tất nhiên, có những lạc khoản đã trở thành kinh điển. Ví dụ, lạc khoản của chữ phúc là ngũ phúc lâm môn. Đối với vế bên kia của câu đối là tam dương khai thái. Điều này, người viết phải có một chút kiến thức về kinh dịch bát quái. Trong trường hợp cụ thể này, ta có thể chọn bốn chữ làm thượng khoản: bình an, cát khánh. Nghĩa là trời ban cho một nhà tốt đẹp, xuân mang về hai chữ bình an. Lạc khoản này rất phù hợp với mọi người. Vâng, bây giờ chúng ta bắt đầu viết. Hãy bao quát diện tích mặt giấy viết để phân bố chính văn và lạc khoản sao cho hợp lý, không để lạc khoản lấn át chính văn, tức là khách đoạt chủ. Đây là một bệnh trong bố cục của viết thư pháp hoặc vẽ tranh. Hoặc không để chính văn nuốt lạc khoản, tức là chủ nhà lấn át khách. Càng đứng cao người càng dễ quan sát và vận bút. Lúc này quản bút phải được nắm ở phần xa hơn ngọn bút, xếp đặt vật dụng sao cho hợp lý, thuận tiện. Bởi khi bút đã tẩm mực, một tay cầm bút, một tay còn lại vừa giữ giấy, kéo cho phẳng phiu, cân đối và xử lý tất cả các sự cố xảy ra để bảo vệ chữ viết. Tốt nhất trước khi tẩm bút vào nghiên mực, ta cầm bút không có mực viết thử một chữ như thật để xem có gì bị vướng không. Trước khi tẩm mực cho bút, ta gọi là chấm mực, nghĩa chưa chuẩn, vì phải tẩm ngọn bút toàn phần vào trong nghiên mực.
phải xem qua một lượt các yếu tố đã sẵn sàng chưa, giấy đã phẳng chưa, đã được chặn cho chắc chắn phẳng phiu, đề phòng gió bay, vân vân. Hai bên tay có bị vướng gì không? Dưới chân có bị cản trở không? Có những yếu tố làm hỏng nét bút như đang hành bút thì gió thổi ngược tấm giấy, ấp phần chữ vừa viết. Đang viết thì bàn ghế bị chân ta xô đẩy. Đang viết thì hắt xì hơi. Đang viết thì bị tiếng gọi làm ta giật mình. Hoặc tiếng của vật gì đó rơi xuống làm ta mất điều khiển ngón bút. Hoặc sau khi viết xong một chữ, ta gác bút lên thành của nghiên mực. Vì bút lúc này đã ngấm mực nên rất nặng. Hoặc quản bút quá dài có thể làm đổ nghiên mực hoặc bát đĩa đựng mực. Thế là công toi. Đây là những kinh nghiệm thực tế tôi đã được nếm trải. Mong các quý vị hãy thật bình tĩnh trước khi hạ bút. Hít thở vài hơi khoan khoái, tập trung tinh thần và có tư thế ổn định, sẵn sàng. Các cụ có câu ý tại bút tiên, nghĩa là ý định đã có trước. Việc đặt bút chỉ là đi sau ý nghĩ. 1, 2, 3. Bây giờ ta viết chữ khang. Chữ khang có nghĩa là an vui, là con đường thông đi bốn năm ngả, là thân thể khỏe mạnh. Ví dụ khang niên là năm được mùa, khang ninh là bình an, khang phú là bình an, giàu có. Khang thái là bình an, tốt lành. Chữ khang nằm trong ngũ phúc, trời đất có bốn mùa, người được hưởng năm phúc. Phúc thứ nhất là phú, là giàu có, là sung túc. Phúc thứ hai là quý, là sang trọng, được tôn trọng, có danh thơm, tiếng tốt trong đời. Phúc thứ ba là thọ, là sống lâu. Phúc thứ tư là khang, là được mạnh khỏe. Và phúc thứ năm, phúc cuối cùng là ninh. Ninh là yên lặng, được che chở bình an, không bị chiến tranh loạn lạc. Ta thường được nghe cụm từ an khang, thịnh vượng. Ta có thể viết cụm từ này làm là khoản. Nhưng riêng tôi thích dùng
bốn từ tứ thời khang kiện làm lạc khoản, bởi vì trích trong câu đối bốn mùa mạnh khỏe cũng là phúc, trồng cây mà hoa nở đó là duyên. Một, hai, ba, cầm bút. Phê bình, góp ý. Xin mời quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký và viết bình luận ở phía dưới màn hình. Chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.